Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Vingroup dừng sản xuất smartphone và TV. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng cảm ơn Vsmart. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng nhấn mạnh trong một bài đăng trên trang cá nhân của mình, cảm ơn Vsmart. CEO này chia sẻ, với tầm nhìn Việt Nam sẽ là con rồng châu Á thứ 5 trong tương lai không xa. Cách đây hơn 11 năm và cộng sự tại BKAV đã khởi xướng ngành công nghiệp smartphone do người Việt Nam làm chủ, sau này gọi là Made in Việt Nam. Sự tham gia của Vingroup với thương hiệu Vsmart cách đây 3 năm, thành thực mà nói tôi có chút băn khoăn, nhưng mừng nhiều hơn lo vì chúng tôi đã không còn đơn độc trong sứ mệnh này, ông Quảng nói. Lãnh đạo BKAV thừa nhận, dù đoán trước được sự rút lui khỏi thị trường Vsmart, nhưng ông không khỏi lấy làm tiếc khi điều này đã diễn ra vào ngày hôm qua. Ông nhận định, smartphone là tinh hoa công nghệ, làm chủ các công nghệ lõi khi nghiên cứu, thiết kế và sản xuất smartphone là đã nắm được hầu hết các lĩnh vực công nghệ khó nhất, mới nhất của thế giới. Trong hàng thập kỷ tới, các công nghệ mới nhất của nhân loại sẽ vẫn xoay quanh smartphone. Sự xuất hiện của Vsmart dù chỉ trong thời gian ngắn, với tiềm lực tài chính dồi dào đã lấy được hơn 10% thị phần smartphone từ tay các hãng nước ngoài, vươn lên vị trí thứ 3 thị trường. Điều này, theo ông Quảng, đã khẳng định rằng người Việt Nam luôn khao khát và ủng hộ các sản phẩm Made in Việt Nam, đặc biệt là smartphone. Giúp chúng tôi tự tin khẳng định tham vọng Bphone đứng top 2 thị phần vào năm 2023 là hoàn toàn khả thi. Và tôi cảm ơn Vsmart vì điều này. CEO Quảng giải thích về lời cảm ơn của mình và làm rõ thêm. Có điều cách thức thực hiện của chúng tôi khác với Vsmart, chúng tôi kiên định dựa vào xây dựng nền tảng công nghệ. Dù việc đầu tư R&D này cần thời gian cũng như tốn kém, chúng tôi cũng kiên định xây dựng, định vị thương hiệu từ cận cao cấp để từ đó lan tỏa sang các phân khúc cao cấp và giá rẻ. Cuối phần chia sẻ, ông Quảng nói, hãy tin tôi, Việt Nam sẽ có thương hiệu smartphone của riêng mình, chiếm lĩnh thị trường nội địa, xây dựng thành công ngành công nghiệp smartphone, làm bệ phóng để chúng ta có chỗ đứng trong thị trường thế giới. Vì một Việt Nam hùng cường, con rồng châu Á trong tương lai không xa. Theo báo Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.